Rồi. Xin chào các cô chú, anh chị em và các bạn. Hiện mình đang có mặt là tại nhà của cháu Vinh, là thuộc ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Số nhà là 192 nha quý vị. Hôm nay là mình nhận được cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho em Vinh, là có ông nội là ông chú Út. Nên hôm nay là mình vô đây mình phát tiền và mình nhắn lại những lời của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình của chú Út cùng với cháu Vinh. Thì hôm nay mình vô mình sẽ làm cho gia đình chú. Thì hôm nay thì mình đi vô đây mình trao tiền cho chú Út với cháu Vinh nha quý vị. Hiện giờ là cháu Vinh là đang nhuộn cơm cho gia đình ăn, là nhuộn cơm ông nội bà nội với cháu Vinh ăn. Cháu trong nhà cũng chu đáo lắm nha các bạn. Đây là mình nên là làm toàn bộ tất cả các công việc nhà, chẳng hạn như lau nhà, rửa chén, nấu cơm, rồi dọn cơm cho ông bà nội ăn cơm. Thì ông nội thì đi làm thuốc nam, là đi chặt thuốc rồi đi đào thuốc, thành ra về cũng quải, thành ra để ngồi chỗ dọn cho cháu nó dọn ăn luôn. Thì cháu Vinh cũng có đứa em trai, nhưng mà em trai thì học không có được bằng thằng cháu. Nói chung thì cha mẹ thì thôi nhau rồi thì bỏ là thì ông bà nội nuôi, cho nên rất có hiếu với ông bà nội, lúc nào cũng kính mến ông bà nội. Hôm nay ăn gì con? Dạ, dạ em ăn canh chua với cá kho. Canh chua với cá kho hả? Dạ. Ồ, món ruột của người miền Tây mình ha. Canh chua gì ạ? Dạ, canh chua với cá cha. Canh chua cá cha ha. Dạ. Nói vô hơi lạnh rồi. Ông Út bà Út ngồi đi, ông Út bà Út ngồi ăn cơm bình thường đi, có con ông bà có tự nhiên đi, có con có chứ gì đâu. Rồi còn lính kia đâu, nó không ăn cơm hả? Đây bữa cơm đạm bạc của gia đình cháu Vinh nha quý vị. Đâu đây mình vô thì mình gặp không à? Tô canh chua với cá kho, nước mắm này nước mắm mặn luôn hả bà cái mốc, mình nấu luôn đó nha. Ngồi cũng ăn cơm rồi con. Dạ. Thì cũng không có cha mẹ nhưng mà cũng được ông bà nội như vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi nha quý vị. Tảo tần nuôi con cháu rồi, mặc dù bệnh hoạn nhưng mà tới đâu thì hay tới đó, cũng vẫn nuôi. Ba mẹ cháu có về hay là có hỏi thăm gì hai cháu không cổ? Cha nó thì có điện gì hỏi thăm, còn mẹ nó thì không có chứ ơi. Dạ yeah. Dạ. Yeah. Mẹ là bỏ đứt luôn rồi đó phải không? Mẹ là bỏ đứt không có hỏi thăm ít. Rồi nghe nói cháu Vinh đợt đó con không có tiền đi học rồi con tính vô mẹ hả hay sao? Đợt đó nghe bà nội nói. Dạ tại là con muốn rất là muốn đi học, con không muốn nghỉ học. Cho nên con nói là nếu mà không có lo được thì con có thì con xin là vô mẹ con, cho mẹ con học, con vô con năn nỉ mẹ. Năn nỉ mẹ ha. Dạ. Biết mẹ có đồng ý không mà năn nỉ? Thì con năn nỉ giúp con nghỉ. Mẹ sinh cho con mà không lẽ mẹ không có lo. Vậy ha, nhưng mà cũng đâu mấy năm rồi cũng bỏ, cũng đâu có nói gì với con đâu, sao con biết mẹ lo? Con không biết nữa, có thể là tình mẫu tử thì sao? Vậy ha, giống Điền thấy sợ chắc. Thằng này không giống Điền gì mấy chứ nó giống Điền ốc rồi. Giống Điền thấy sợ chứ. Rồi ăn cơm đi con, ăn cơm với ông Út bà Út ơi, ăn cơm đi.
Rồi con sẽ ra ngoài, con đợi ông với bà Út ăn cơm rồi con sẽ trao tiền cho ông với bà. Rồi. Thì hôm nay mình đã có mặt tại nhà của cháu Vinh. Trong đây có gia đình của cháu Vinh là đầy đủ, có là ông nội, bà nội, ông nội cháu Vinh, bà nội cháu Vinh, rồi cháu Vinh, em cháu Vinh ở ngoài sau. Và có cả là ông Mười làm bên từ thiện là Phúc Nghệ, Phúc Nam đó nha quý vị. Thì hôm nay là mình vô đây là mình để là mình trao cái phần tiền của Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi về cho cả gia đình của cháu Vinh. Và hôm nay á thì mình vô mình trao tổng số tiền đó là nó là 21 triệu là tiền là mình đổi ra. Rồi hồi lúc nãy đó là mình đợi á là cho có Mạnh Thường Quân từ nước ngoài á, người ta gửi về cho là 200 đô, cho nên mình không có kịp mình đi đổi ra, thành ra mình đã gửi luôn cho gia đình ông bà là 200 đô luôn. Cái đó tiền đô nào tới giờ ông bà cũng chưa thấy, sẵn nó để lại làm kỷ niệm luôn. Lúc nào mà kẹt cần xài á mình thay đổi ra mình xài. Xác xác vô xuống mà rồi. Rồi bây giờ đó thì con cũng thay mặt cho là các Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước đem số tiền vô là gỡ cho ông bà nội của cháu Vinh nha. Thì cái số tiền này á là cũng do ông Mười, nói chung ra là ông Mười có lòng tốt. Ê, ông Út có lòng tốt là ông Út đi làm từ thiện, người ta cảm thương ông, thành ra người ta gỡ luôn cho ông là cái những cái số tiền này. Là trong đó đó là có Mạnh Thường Quân đó, nước ngoài là ở Mỹ, là Mạnh Thường Quân giấu tên, là có gỡ là cho là bà là cháu Vinh đó là học bổng đó, là một năm, là trong đó một năm là cho 48 triệu, nhưng mà hiện bây giờ đó là người ta sẽ gỡ trước là cho 3 tháng là tính từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 là 3 tháng là 12 triệu, nhưng mà trong đó đó là người ta gửi về cho là 16 triệu là gửi cho bà nội luôn là 4 triệu nặng bà nội đi khám bệnh và chữa bệnh. Còn cháu Vinh đó là với em đó, là đi học là 12 triệu rồi một, còn hai người Mạnh Thường Quân ở nước ngoài đó là một người tên là chị là Kim Loan Nguyễn, là trên Facebook đó là Kim Loan Nguyễn, là có gửi cho là 16 triệu, và trong đó bên phần Phúc Nam của ông Mười á là 11 triệu rồi cho ông chú Út á là 5 triệu đó, là tổng số tiền á là 21 triệu. Và một người ở Mỹ á là mới gỡ về rồi con mới nhận được là 200 đô, con chưa có đổi ra tiền Việt, thành ra con để tiền Việt luôn. Thì bây giờ là con trao tiền cho ông bà luôn. Thì con đưa thì bà Mười nhận hay là bà Út nhận hay là Út nhận? Ông Út nhận là ông Út kiểm lại giùm con nghe. Không phải kiểm mới được, tại vì cái này bắt buộc là phải kiểm. Để lỡ rồi con nói gì con đưa thiếu rồi ông sao dám cự, phải không? Thì người ta cho không lẽ ông cự, nhưng mà không phải kiểm cho người ta thấy là mình là đưa đúng như vậy. Cái này là số tiền của Nguyễn, chị Kim Loan, của Kim Loan Nguyễn. Kim Loan Nguyễn là gửi cho ông Út là ông chú Hai, là chú Út là 5 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. Cái đó là của Kim Loan Nguyễn, chị Kim Loan Nguyễn ha, là 5 triệu. Còn Mạnh Thường Quân đó, ở Mỹ đó, giống tên đó, gỡ cho tính lúc đó là 4 triệu. 1, 2, 3, 4. Nhỏ này nó mau hiểu hơn con đó. Rồi nhớ cái tiền học bổng á của con á là gỡ 3 tháng trước, là bắt đầu là 3 tháng mà đã 2 tháng qua rồi. Là tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2020 này nè là gỡ là 12 triệu. Có cầm luôn cho ông ngoại, ông nội, bà nội luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là đúng 12 triệu. Rồi có một chị là có một chị bên nước ngoài gửi về là Vivian Trần. Vivian Trần nha quý vị và các bạn. Gửi về cho 200 đô, nhưng mà 200 đô này mình đợi cũng hồi sáng tới giờ mình mới nhận được.
cho nên là mình không có đổi ra tiền Việt mà mình đưa luôn tiền đô cho ông bà mười, ông chú hai luôn, tặng là mình có để dành, là có cái sự cố gì đó mình lấy ra mình đổi, mình làm sự cố đó nha. Đây là 200 đô, 200 đô này là đổi ra là tới 4,6 triệu tiền Việt Nam mình đó. Dạ, cái này là tiền đô rất quý nha, chứ không phải là tiền ấy nha. 200 đô là 1,6 triệu, 4,6 triệu tiền Việt Nam mình đó. À, tổng cộng đó là hôm nay là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ được cho gia đình ông chú Út đó, là mình tính tổng cộng là chắc là 25,6 triệu đó nha quý vị và các bạn. Thì hôm nay á, gia đình chú Út nhận tiền này có những lời gì muốn nói với Mạnh Thường Quân không? Dạ, con xin cảm ơn. Nói lớn lên xíu con. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú và cảm ơn mình để dạy dẫn chú để đến giúp đỡ mình con, để con có thể bước tiếp trên con đường học vấn, và con nói sẽ cố gắng hết sức mình để luôn đạt thành tích học sinh giỏi để con phụ lòng mọi người, và sau này biết giúp đỡ ông bà, giúp đỡ người và khó khăn hơn mình. Yeah. Rồi cảm ơn con. Rồi bây giờ á, Mạnh Thường Quân giấu tên ở nước ngoài á, là ở Mỹ á, có nhắn nhủ là con, là con luôn là một đứa cháu kính mến của ông bà nội nha. Ừ, cố gắng học giỏi, nhà cửa vệ sinh quét dọn tứ sạch sẽ như thế này, thấy không? Mà dưới hai nữa là Mạnh Thường Quân ở Mỹ á, người ta có nói nếu như bây giờ là học là cô con là đang giỏi mà đứng thứ mấy trong lớp? Đứng thứ năm. Đứng thứ năm trong lớp, con có thể này, con cố gắng thứ hai phải không? Thứ hai hay thứ năm? Thứ năm. Thứ năm trong lớp mà vẫn là giỏi, nhưng mà đứng thứ năm trong lớp là đều loại giỏi đó nghe quý vị và các bạn. Nhưng mà con nó có thể cố gắng lên, có tiền học bổng rồi, con không cần đi làm, con học giỏi có thể đứng thứ nhất thứ nhì, thì đầu năm Mạnh Thường Quân nước ngoài á, người ta sẽ gỡ về cho con là toàn bộ, nói chung là sách vở quần áo bảo hiểm toàn bộ, người ta đầu năm người ta sẽ lo cho con hết nếu như con có bước phát triển hơn, tiến bộ hơn. Con dám hứa với Mạnh Thường Quân không? Dám hứa không? Càng học thêm là mình có thể mình học thêm, tại vì cái số mà 4 triệu này á, là cũng có khả năng để mình học thêm được mỗi tháng. Con phải cố gắng, con hứa con học là người ta sẽ về là toàn bộ đầu năm học, người ta sẽ lo toàn bộ hết cho con, chẳng hạn như là cặp sách, bảo hiểm, quần áo, dụng cụ học tập, toàn bộ hết đó. Rồi có một vấn đề đó là bà Út đó, là cái Mạnh Thường Quân ở Mỹ đó, người ta và chính này á, là Mạnh Thường Quân ở Mỹ đó, người ta nói á, có số tiền này rồi tính đi khám bệnh lợi đi, để thuốc để uống đi. Còn cháu mà cháu Vinh nè, cặp mắt kiến của cháu á, là chưa biết nó có đúng độ như vậy hay không, đề nghị ông mừng chú hai với tím hai đi khám bệnh. Ông Út á, có đi khám bệnh thì dẫn cháu theo đo là cái độ tập bất kiến là cô cháu luôn, để ngạn lớn nó một lên độ hoài còn nhà cháu ha, được không? Được không? Còn nếu như được vậy thì chú Út á, thì cứ việc là chú có rảnh thì chú cứ đi làm thuốc nam với chú mừng, cái này là cũng như là cái công mình làm thuốc nam vậy đó chú, người ta xin trả lại cho mình như vậy nè. Cái đó là có đi là có lại chứ không có mắc ở đâu đâu chú, chứ không có mắc ở đâu đâu. Thì thôi bây giờ đó thì cũng có chú mừng ở trong đây đại diện đặng dẫn vô trong nhà, nhưng hôm nay á mình có mình anh chú mừng, thành ra mình chưa có trao cái phần tiền là 11 triệu còn lại của chị Nguyễn Thị Kim Loan, là tại vì hôm nay á là mình không có đem tiền theo, để hôm nào mấy chú đang làm từ thiện của đông á rồi mình trao luôn cho chú, đặng là mình nói luôn cái đề nghị của chị Nguyễn Thị Kim Loan ha. Rồi thì hôm nay á, thì cái phần mình trao tiền cho gia đình của chú Út với bé Vinh cũng xin được kết thúc. Rồi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin chào.